Ở đó, cái này là món trứng cút Bắc Hảo nè. Ở đây là ốc heo và đây là trứng Bắc Hảo. Một phần rồi nè, hai phần, ba, tại vì mỗi lần chị múc là đầy luôn cái ly mà. Cái đó là sẽ có hàng hai cái trứng cút kìa luôn. Năm, sáu, rồi, mười bốn, rồi. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Đình Hùng đây. Đi ngắm Sài Gòn vào một buổi đây. Một buổi chiều mưa nè. Anh em mình mới vừa mắc mưa và hơi bị ướt á. Biển xanh rồi, chúng ta đua tới quán thôi. Ôi, ghê hả? Chó luôn hả? Có thể tới đây. 287, 289. Đây là hẻm 291 nè. Ở nhà quẹo vô nha. Không biết hôm nay quán có bán không á. 291, sạc 19. Sạc 19. Đây, đây nè. Super big, big, big. Cái gì vậy? Đó, nói gì? Thấy chỉ có màu đen thôi, đâu thấy mặt anh đâu. À, nên món hôm nay á, nó cũng có màu đen luôn. Có màu đen luôn đúng không? Nhưng mà nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhỏ rồi nè. Còn anh bự quá. Trứng cút Bắc Hảo. Ồ, lão ha. Ăn với súp. Ăn với súp cua nha, thì cả nhà ơi. Đây, một cái quán không gian rất là nhỏ thôi. Súp cua, big. Cái tên đọc mắc cười quá. Rồi, mình sẽ vào để mình phỏng vấn chị chủ vài câu ha. Bích này là Carol chủ bích á. Bích, bích. Không đọc cái tên này nghe dễ hiểu lầm lắm á. Giao cho chị. Đó, nguyên một nồi súp luôn, khổng lồ. Trời ơi, thì mình bán đây là được lâu chưa chị? Chị bán ở đây thì được 3 năm rồi. À, nhưng mà chắc là mình có bán ở chỗ khác nữa. Chị bán ở quận 4 là nay 10 năm hơn rồi. À, quận 4. Thì mình thấy đây là từ năm 2008 nè. Và không chia nhánh này nha, không chia nhánh á. Chị giá chị thì bán ở quận 4. Dạ. Chị thì bán bên đây, chị qua đây chị lấy không được hết. À, dạ rồi. Chị đã tính bích luôn đúng không? Đúng rồi. Đó, coi đường á. Thời bên đây em thấy không gian cũng nhỏ, chắc là mình đặt qua app là nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Chị đã nói app nhiều. App thì mình bán qua các app nào vậy chị? Chị có Nao, Kenin, Grab. Grab nữa nha. Đó, đó là những cái app. Cả nhà lưu ý nha, cái chữ này nè chứ không phải là chữ bò nha, mà là bò phở. Hai đơn phở. Ồ, mỗi phần mang đi là chị bán trong cái bé bé chung sinh thôi. Ừ. Coi vậy chứ cái này múc đầy giờ là cũng ăn cũng lưng bụng á anh Lộc. Ừ. Đối với người bình thường á nè. Nhưng mà kiểu cái tông màu là kiểu như xưa cổ á, màu cổ. Dạ. Quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Đến lúc hết hả? Trung bình khoảng mấy giờ chị hết? Có khi 4-5 giờ hay 6 giờ. Rồi. Nói chung là khi nào chị còn ở trên app đó đây, còn mở cửa là chị còn bán. Dạ rồi, đó đó cả nhà. Lưu ý nha, có gì mình đến ăn sớm ha. Súp cua ở đây thì mình thấy chị nấu chung với lại không lấy bắt hả? Huyết nè. Rồi nấm nấm này nấm đông cô cắt ra đúng không chị? Đúng rồi, chị bán là nấm đông cô. Huyết. Cua. Không có huyết gì em. À lột, em lột cả nhà. Đúng rồi, súp cua đâu ăn với huyết đâu. Em thấy có người ăn hai phần luôn hả chị hả? Không có nhiều khách tới đây ăn đặc biệt lần hai tô. Hai tô. Lát nữa em sẽ có một bất ngờ cho chị á. Đây mình cho cả nhà coi cái đồ ăn của chị nha. Wow, đó, cái này là món trứng cút Bắc Hảo nè. Đây là ốc heo và đây là trứng Bắc Hảo. Sao mình có ý tưởng mình làm món này vậy chị? Tại vì cũng có nhiều khách nói với bên chị là như ăn trứng vịt Bắc Hảo á. Dạ. Bạn nữ đó là ăn cái trứng vịt hơi ngán. Hơi ngán đúng không? Còn cái này nhỏ nhỏ. Bạn kêu là hỏi là có làm được cái trứng cút Bắc Hảo không? Nó nhỏ nhỏ hơn ăn nó đỡ ngán. Ủa cái này là chị làm luôn hả? Chị đặt người ta làm. À chị đặt người ta làm. Vậy chắc là người ta cũng sẽ chét cái chấu này nè đúng không ạ? Chét cái chấu này và cái trứng cút nè. Hay ra bên mình một phần súp mình bán giá bao nhiêu vậy chị? Súp cua bình thường bên chị là giá là 27. Dạ. 27, ví dụ cái phần này là bao nhiêu ạ? Cái này là tùy theo cái đồ ăn bên trong của mình. Cái này là thấp của thêm đồ ăn thêm.
à, là có bắc hảo, có trứng cút bắc hảo luôn, nên giá nó sẽ cao hơn một xíu. Đây không gian quán này cả nhà, nhỏ thôi, cho nên cả nhà có gì hãy đặt qua app mua đem đi ha. Wow, cái nắp cũng có cái logo của chị, dễ thương không? Nè, đâu anh? 25k cả nhà. Múa này vừa ngoài ăn súp cua mình ăn được rất là nhiều món. Nè, chị đang lấy một phần mang về nè, ốc heo nè cả nhà. Ồ, ok. Rồi thầy Lộc ơi, cái này anh em mình ăn thì sẽ không no đâu, cho nên thầy Lộc ơi. Em ăn thử gì chứ. Ghê vậy? Ăn thử có biết no không hả? Coi vậy chứ cũng lợi hại đúng không chị Bích? Đó, chị múc đầy luôn mà, mỗi lần chị múc là đầy luôn. Nhìn rất là xinh. Mà cái nắp mình đậy vào á chị, nó không tràn luôn hả? Không em. Ý là mình đã đầy như vậy nè, em sợ nhiều khi vận chuyển á nó nói chung bị... là mấy anh shipper này bên chị chạy cũng có tâm lắm. Đó nè cái nắp này. Đậy vừa là nó cũng vừa. Dạ. Nó không có tràn. Không có tràn đúng không? Đó. Để coi coi mấy phần bên chị á. Đúng rồi, coi coi được bao nhiêu phần. À, ở trên đây mình có cái menu nè cả nhà. Súp cua là 27 nè, súp cua bắc hảo 32, trứng cút bắc hảo 32, ốc heo. Đặc biệt là có đầy đủ các món á hả chị ha. Là 55k. Đó. Bây giờ dạ. Sẽ châm tầm hũ vào đây đi. Đúng rồi, châm vô. Sau đó là em sẽ kêu thêm là 70.000 bắc hảo luôn. Ừ. 70.000 trứng trứng cút á đúng không? 70.000 là 2 trứng. À. 70.000 là 2. 20 trứng. Được, được chứ. Một phần rồi nè. Hai phần. Đúng rồi. Ba, tại vì mỗi lần chị múc là đầy luôn cái ly mà. Cái này mình nghĩ chắc 7 đến 8 phần là đầy cái tô mình. Tính ra là mỗi cái đó là sẽ có hàng 2 cái trứng cút kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là 40 trứng cút là nhiều lắm á. 5 chắc 6, 7 phần á. 6 phần nữa đi chị. Được không? Hay không? Phần nữa thôi ha. Phần nữa thôi. Sao? Một phần nữa đi. Nếu mà lát chị sợ để đồ ăn thì biết là nó có chèn không đó nha. 7 phần 7 cũng hên mà đúng chị, tốt hơn. Rồi, 7 phần nha. Rồi bây giờ lấy tới đồ ăn nè. Cút bắc hảo. Cho em ốc đi. Có ốc nữa nè, món đặc biệt nè. Lấy cho em, chị lấy cho em một bộ ốc luôn đi, lát em sẽ tính tiền riêng. Chị lấy bộ nào còn nguyên á? Nguyên bộ luôn. Được không hay không? Được không? Quán mà có món này phải ăn chứ. Rồi ok chị. Wow, những cái tô đã chưa? À lấy thêm cái đầu nữa, cái phì của nó đó. À chị cắt vô tô trước rồi lát chị chép xếp lên sau. Ở đây cũng có trứng bắc hảo nha, nhưng mà do là cái đặc biệt là cái trứng cút nè cả nhà, nên mình sẽ ăn cái món này thay vì trứng bắc hảo. Chị nghĩ bao nhiêu người ăn chị? Nếu mà sức của phụ nữ á thì là 7 người ăn được hết. 7 hả? 7 người hả? Tại vì thường văn phòng bên chị là tầm xế xế á, tầm một phần vậy là mấy bạn nữ ăn đó. Còn nếu mà nam thì khoảng tầm 3 người. Dạ. Là với là chắc như là em chỉ ăn sức của thôi nha. À, chưa kể đồ ăn á. 4 người á ha. Mình thấy chị Bích cũng đang có em bé nè. Chắc là chị cũng hay ăn món súp cua này lắm đúng không? Nó bổ lắm á, con chứ bất hảo nè, bổ. Rồi khi mà chị cắt ra cả nhà là cái mùi thơm bên trong trứng trứng nó bay lên. Đó, trời ơi. Dạ 7 trứng. Thêm 3 trứng nữa. Ê, đâu? 20 trứng chứ hay là không? 20 trứng lận á. Ok, 20 trứng đi chị. Cho vô. Cái trứng này nè chị, nếu mà khách nào mà muốn đặt riêng á, mình có bán không chị? Có, ví dụ như là, nhưng mà phải dặn trước thì chị mà. Phải dặn trước. Dạ. Cả nhà ơi, nếu mà muốn đặt á, thì mình phải dặn trước chị một ngày ha, để mà chị chuẩn bị được, chứ nếu không là nhiều người đến mua quá chị bán không đủ. Tại vì nhiều khi chị
đặt để bán chung kèm với súp á. À đúng rồi, mình bán với súp mà. Còn nếu mà mình đặt dư thì nhiều khi người ta không mua đúng không? Có thể người ta không mua thì lại dư. Cho nên nếu mà được thì cả nhà gọi điện. Anh yên tâm chị đếm mà. Mấy trái rồi chị? Rồi xong chị không nhớ luôn. Thôi mình nè. Nói đây là 8 rồi. 8 rồi đúng không? Đó. Đúng rồi. 9 nè. 14. Chứ. Rồi. 14 cũng được rồi đó. 7 phần. 7 phần đúng không? 7 phần thì mình ăn 14 trái. À. Là đẹp rồi ha. Vậy là đẹp rồi ha. Để dành cho mấy bạn sau. Lúc bác Thảo á là một phần súp của bác Thảo là 29 súp bác Thảo. À, một phần gì bán là 29 súp bác Thảo. 7 phần là 14 trứng đúng rồi nè. Mà công nhận cắt ra nhìn nhiều ghê nè. Rồi, giờ chị cho em hành với tiêu với sa tế vô. Phần trăng vậy đó. Thả cho phần trăng. Súp cua ba thanh thiên nè. Rồi phần trăng. Lát ăn đi rồi thấy. Ồ, cái này là gì vậy chị? Đây là dầu mè. À, dầu mè thường hay ăn với súp cua nè cả nhà. Ôi, cái này giống mình bát quái quá ha. Để ở đây là đen nè. Bên chị thường á là khách ăn ở đây á là tiêu và ớt với tương là khách tự nêm. Khách tự nêm trên bàn đó đúng không chị? Đúng rồi, trên bàn đó. Rồi, vậy ok, thầy Lộc ơi, nhận hàng nè. Quay sẽ tới nha. Ồ, sẽ tới kìa. Rồi, đây là lý do mà bên chị là có bán sa tế mang quà luôn á nha. Dạ, dạ. Không có chất bảo quản. Dạ rồi, thơm ghê cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, thì hồi nãy mình tính gọi 20 trứng nhưng mà thấy là như vậy là cũng đủ rồi nè. Đủ với 7 phần ở bên quán á. Cho nên bây giờ bác sẽ đọc xe rồi khách 7 phần súp cua bên quán của chị Bích nha. Giờ bác Lộc sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Hồi nãy chị hỏi con mình có muỗng không á. Thì giờ cho chị coi nè. Đây kì. Đó. Đúng rồi. Ly này là em được một cô coi clip á, cô tặng. Đặc biệt cả nhà, ở đây là có món trà tách. Hồi nãy mình mới uống vào một miếng thôi mà mình nước ngay. Ô, sao nói đúng với em vậy? Miếng này. Cả nhà nhìn cái màu bên dưới là thấy nó đậm hơn là bên trên thấy không? Đó. Rồi, bỏ ốc luôn. Wow, đã được dính với ớt rồi. Mời bà cô chú và quan xuyên hai họ nhưng bữa nào ăn đi mời hoài. Mới mời chị, mời cô, giờ mời tiếp. Lịch sự. À, mà muốn lên vàng chứ nè. Vượt biên á, vượt biên là phải bắt ngay từ đầu. Wow, có giống như trứng Bắc Thảo không anh? Ăn có cảm giác là hay là đó. Mình gọi thêm Bắc Thảo để so sánh. Thôi, coi như đây được rồi. Lớp bên ngoài á, cảm giác này nó dài hơn cái Bắc Thảo á. À, khi mình đệm cái lưỡi vào nó cứ đẩy cái lưỡi mình lên á. Ừ. Nên mình phải ăn thử một cái trứng này để cảm nhận lại về trứng cúc ban đầu, trứng cúc Bắc Thảo. Đúng rồi, nó có Bắc Thảo là nó kiểu làm như cái lớp lòng trắng, lòng trắng dẻo ra. Ừ. Đây như chỉ có nấm nữa nè. Đây nấm là nấm rồi. Đúng rồi, có nấm nữa. Nấm được thái nhỏ ra. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại món súp cua này. Yeah. Mà ăn trong một buổi chiều mưa nữa. Đây mưa, cảm giác đó là. Mà bây giờ trời cũng hết mưa rồi, chuyển qua nắng rồi nè. Ấm người. Thôi. Đúng không? Ôi mới nhắc luôn có nắng luôn nè. Có thịt gà nữa. Dạ, thịt gà xé. Ừ. Ủa thịt heo hả? Thịt heo gì? Ờ. Với lại có những cái đám tuyết. Ý em tuyết á là gì biết chị biết không? Trứng á nó trắng trắng, nó bay bay giống như tuyết á. Nên em gọi là tuyết. Có nhiều chỗ họ nấu với nấm tuyết nữa anh Lộc. Ờ. Dạ. Dưới ăn một miếng ốc. Miếng ốc luôn. Hồi nãy có một cái miếng ốc mà sơ cua á. Đây. Cái đó là miếng để nối hai hai cái miếng ốc á. Nhức đầu quá. Nhức ốc. Nhức nhói kiểu như ngon á. Ăn ốc nhức ốc hả? À. Còn anh ăn trứng anh nhức gì? Cơ khó trả lời rồi, khó trả lời. Càng rồi. Ăn trứng đó. Thôi được rồi, anh không trả lời được đâu, anh ăn đi. Đây có một anh bay min nè. Rồi chào anh nha, anh này nhiệt tình quá, dễ thương quá. Đó, ăn quá đỉnh luôn. Nên các bạn có thể đặt qua bay min nè, Grab hoặc là Now nha. Súp cua. À, Bích. Mình phải đọc thành chữ Bích, Bích chữ bờ chứ mình đọc chữ kia thì nó kỳ quá. Nhưng mà đó là cái điểm nhấn á. Ở đây là mình thấy có số điện thoại này cả nhà. Nếu mà ai muốn đặt mua trứng cúc Bắc Thảo á thì mình phải gọi điện sớm hơn 1 đến 2 ngày
Rồi hôm đó mình đến mình ăn rồi mình lấy hàng. Đúng rồi chị Bích nói luôn, nó không bị chìm xuống không? Dạ. Chứ bắt thảo là nó nổi lên, nó vẫn cứ nổi bên trên thôi. Còn những cái trứng này nó bị chìm đi. Trứng này là giống như trong bài bánh xôi nước vậy. Bảy nổi ba chìm. Bảy nổi ba chìm. Ôi trời. Wow. Cái vị nó đậm lắm chứ không phải nó lạc như những cái chỗ khác. Chị Bích nói rồi. Cái này để mời cameraman đó. Cái này ngon quá, sao phải sao bỏ qua bàn hiền được. Bốn năm sáu tờ cũng được, lấy sáu tờ cũng được. Rồi lấy sáu tờ ha. Rồi mấy chị cười luôn rồi. Anh này ăn mấy chị mới vô hoảng luôn rồi. Không ăn không? Ăn súp cua không? Dạ, giờ lo vậy hả? À, vậy lo đi bán không? Không ăn không? Con mua cái hộp đó. Mua hộp em đi. Ăn. Ừ. Dạ. Chị lấy giùm em hai phần cho hai ông cháu. Dạ. Rồi con gửi ông 20 đó. Gửi ông uống nước. Dạ. Cái này riêng. Dạ. Ông về nhớ coi clip ủng hộ con nha. Ông lên YouTube đó tìm súp cua Funny Hùng ra. Nhớ nha con. Còn không con tìm Võ Sư Lập đi cho dễ. Võ Sư Lập. Lấy cái bút ghi vô cho nhớ. Đó, hai ông cháu. Đúng rồi, mới 2 giờ mấy thôi. Tranh thủ bán chắc hết không? Rồi đó. Dạ, rồi. Đây nha. Rồi, chào ông. Chúc ông bán hết sớm. Đây. Rồi. Một cái trứng màu trắng, một cái trứng màu đen á. Rồi, mời cả nhà nha. Wow. Súp rất thơm mùi cua cả nhà ơi. Chị Bích ở đây hình như chị có bán bánh lăn nữa hả chị Bích? Đó mà, có bánh lăn luôn. Nãy thấy một anh nào anh mua bánh lăn. Hôm qua. Sao nào? Hôm qua em nhậu á. À. Sao nguyên buổi sáng không ăn gì hết, giờ có thêm miếng súp này vào, cảm giác như nó giải được rượu bia. Miếng không? Ốc hả? Ấm bụng quá. Mà anh Lộc cho thêm cái sa tế vào á. Sa tế đây rất ngon nha cả nhà. Em ăn mà sa tế đi ngon. Chú Bằng sẽ mua một hũ sa tế rồi ăn với mì gói á. Ăn. Hay là nấu bún bò này kia cũng được. Cái trứng cút bắc thảo đây nó dẻo lắm á. Giống như là do nó nhỏ quá nên nó rắn á. Còn mấy cái trứng bắc thảo bự á, nó to quá nên nó đường vỡ ra. Mong manh dễ vỡ. Nãy giờ anh nhớ anh đụng mấy con cua á. À, mấy cua á hả? Đụng vào anh phải lạng lạng anh né ra, nhưng mà cứ né ra là vẫn bị dính á. Chứng tỏ là cua nhiều. Thấy rồi. Nè, anh lạng qua nè. Đó, anh lạng qua nè, vẫn bị dính. Anh thử nhắm mắt anh lạng rồi dính cua. Rồi, lại thử lên. Ô, vẫn dính cua, hay á. Dính á. Thên á. Súp thì ăn vào có thể là nó sẽ no đầu. Nhưng mà nó màu tiêu. Nhanh tiêu. Mà ăn cái này cũng dễ thôi, đúng không? Không có nhiều nhà cái như thịt hay là giò. Chỉ nó ăn dễ lắm đâu. Nó vào nó ăn bụng lắm. Ý em là cái mình ăn nó dễ, giờ anh sẽ nghi thức cũng được. À. Sao mà Sư Lộc đã từng vượt qua súp cua của chú Thành mà. Em ăn mà. Ê lộn, súp cua chú Tám sang. Cái tô gần đầy luôn anh nhớ không? Cua bông nữa. Cua bông. Cua bông cũng là huyền thoại. Hay đâu có gì muốn nói hả? Anh muốn uống nước ép quá. Nước ép đâu? Nước ép có xe nước ép ở bên kia rồi cả nhà. Mà bị che rồi. Do là trời trắng quá. Che hết. Giờ nhiều mây. Hết chưa? Anh? Coi này nha. Cái gì? Mà chìm rồi vậy à? Mặt cười. Đẹp quá ha. Nè, cái miệng nè. Hai mắt. Lỗ mũi bị chìm rồi. Lỡ cái rồi. Trời ơi. Ở đây đặc biệt ha, chị không có dùng thịt gà mà là thịt heo. Đây có hai chị. Hai chị chắc ăn một chén này thôi là no rồi đúng không? Lưng bụng rồi. Anh này anh ăn tới 7 chén rồi. Dạ. Anh có thấy là trời nắng rồi đúng không?
trời nắng cực nên tranh thủ đi. Ồ, chị mở clip của mình rồi nè, nghe giọng là biết liền. Clip em quay em hay thêm mấy cái hiệu ứng rồi quay. Món này gì vậy? Mày á, món này ở đâu vậy? Món này ở bên cánh mạng 8. Nguyên miếng sườn luôn. Chị đang có bầu chứ coi mấy này là bó tay rồi. Kênh em có mấy bà bầu coi á. Trời ơi thèm lắm. Coi từ lúc có bầu lúc đẻ luôn. Không mà thật sự. Chị đi nó bụng không biết thèm ăn gì. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Chị có thêm một kênh để coi ẩm thực rồi đó. Mà luôn là tụi em quay từ đầu tới cuối luôn. Chứ kiểu như có mấy người bới tô cơm hay bới gì đó ngồi ăn. Coi hết cái clip là ăn hết cái món của người ta bới ra. Đúng rồi. Ăn cũng là một cách lao động á. Đợi một hồi. Lâu lắm mới ăn được súp cua ha. Cái clip mà súp anh ăn gần nhất là clip súp nào ta? Gì? Chùa Hồ Tát á. Chùa Hồ Tát anh ăn súp 10 ly súp cua đó. Chú Tám Sang thì quay sau hả? Chú Tám Sang quay là trước. Quay trước. Mấy chị này kiểu như nghe mình nói chuyện ăn 10 ly súp này kia cũng hết hồn. Bữa đó là anh cũng có cái ly giống này nè chị, một cô bán súp nè. Cái múc 10 ly đổ vô trong cái tô của em. Còn ở đây đúng rồi, cái này thì múc được nhiều hơn. Đồ ăn. Dạ dạ. Anh Ni này ăn được bốn mấy cái chén bánh bèo. Thôi được rồi, đừng nhắc nữa. Dạ, trọng lên là sao nữa. Ăn xong hết nhận xét luôn hết, nói rõ luôn. Xanh mặt luôn á. Trời ơi, mấy có mấy đứa đó. Đi coi clip đó. Kinh luôn đó. Dạ. Chị mà muốn coi món gì á, chị cứ việc tìm cái tên xong rồi ghi chữ Funny Hùng. Ví dụ như bánh bèo Funny Hùng là ra cái clip đó. Súp cua Funny Hùng đó. Sắp hết chưa? Sắp hết chưa? Nhiều hết rồi. Súp cua em thấy hình như đa số ha. Khi mà mình khuấy nó sẽ nó loãng. Anh thấy cái nồi súp ban đầu trong đây nó rất là đặc luôn. Khuấy lên mà chị phải dùng lực á. Lộc ăn nhanh đi, em bị nắng rồi nè, thấy không? Em bị nắng quá nè. Nắng lên sực sơ. Này đúng rồi. Dạ. Ta nói súp thạch ca mới đúng. Có bà kia có nghỉ 3 tháng chứ là bà này có đi 3 tháng. Sau một hồi tư vấn món ăn cho hai chị ngồi kế bên thì bây giờ Lộc đã quay lại. Sẽ càn quét sạch tô súp này. Còn trứng Bắc Thảo không anh? Ai còn trứng cút Bắc Thảo không? Còn. Rồi. Ok. Bỏ có một miếng à. Ở dưới còn rất là nhiều loại thịt. Thịt cua, thịt heo, trứng. Vô đó 14 trứng Bắc Thảo, 14 trứng cút. 28 trứng. 28. Nhưng mà cái này là anh ăn với súp nữa, cho nên rất là nhiều. Bữa nay anh Lộc thử ăn 100 trứng cút không? Trời. Ô, quên rồi. Quên gì? Quên clip rồi. Clip này là clip em hả? Cút lộn. À. Huyền thoại. Cút lộn á là nó vẫn bị teo nha. Còn trứng cút kia anh ăn 200 trứng không nổi đâu. Nó nhắc ớn quá. Bữa em ăn 200 trứng cút lộn á chị, xào me 200 á. Rồi cái bà cô ở bắp trứng bận mỏi tay. Cô đặt nhiều quá hả? À, cái này người ta đặt nhiều quá chị. Ờ, đặt banh ao là cả nhà quá trời phần luôn. Mà chị có phân tầng lên như vậy luôn nè. 15 phần. Wow. Hơn cái tô này phần. Cái gì? Tô này của anh có 7 phần. À. Có thêm 7 phần nữa cho ăn nè, mới hơn 1 phần. Là mình phải ăn thêm một tô như vậy mới bằng. Mới được, mới thua cái này 1 phần. À, thì vẫn thua 1 phần. Ồ, mọi người ăn luôn. Kể như là clip hôm nay bỏ xin Lộc clip hôm sau. Sao em ăn tiếp món này. Cái nhiều ha. Để mai mốt quá bên chị mà có trứng ngỗng Bắc Thảo á, em quay lại em ăn. Trứng ngỗng thì nó to gấp 3 lần trứng vịt. Chửi chị cái trứng là điểu rồi chị làm Bắc Thảo. Vỗ tay, vỗ tay. Làm cái đó chắc không có chín được đâu.
chưa thấy ai làm luôn á. Đặt xuống. Nếu chị bán ở đây là có hai bàn thôi, thì các bạn nào tới ăn á, thì nếu mà thấy hết bàn rồi thì các bạn có thể qua ngồi mấy cái quán gần gần rồi nè, mua một hộp ra ngồi ăn quán nước nè. Ở đây em thấy nhiều quán nước, hoặc là mấy bạn đi tới ăn các bạn mang theo cái ghế á trả ra đây nè, mấy ghế giống mày nè. Dạ dạ đó, mấy ghế nè, một cái là mình để cái chén súp, còn cái mình ngồi ăn vậy cũng quán cóc quá ha, giống như mấy quán kiểu cóc giống như quán nào mình đã từng ăn mà ngồi cái đó ta, quán cá viên chiên. Dạ đúng cá rồi, cá viên chiên mà Tô Hiến Thành á, 200k á. Dạ đưa tô đây nào. Húp hết luôn Lộc. Ôi anh Lộc anh húp hết cái lớp súp bên trên ở bên dưới rồi cả nhà, cái quá trời luôn á. Dạ súp cua chị Bích nha, súp cua chị Bích rồi. Ồ, này ra nè. Rửa gì rửa cho. Để. Chưa chị húp hết luôn mà. Ôi chị lên thêm súp nè. Vậy là hết luôn rồi đúng không ạ? Hết luôn. Ồ quá trời. Hết súp luôn. Rồi bỏ xe lọc húp luôn. Bỏ xe lọc. Rồi cũng hết tô luôn nha. Ồ, bà này chắc là khách mối đúng không chị? Hèn chi thấy chị nói chuyện thân thiện á. Cũng căng quá đúng không thầy Lộc? Dạ. Ghê thiệt. Cái tô gần đầy luôn mà. Tô sáng là sáng rồi trời. Sẵn chị đạo đạo á, chị múc vô đây mấy vá nữa giùm em. Đứng xa ra nha. Đó. Số 1 nha, số 1. Rồi sạch mắt luôn. Tô súp cua của chị Bích. Chị chán chán cái này thấy to. Chống nặng rồi. Wow. Thành niên này có góc quay mới á, mình đi kiếm góc quay mới cho thành niên cũng được. Rồi nhận xét đi anh. Nhảy à? Đi nhảy quá. À. Đó, chào anh. Anh này cũng có coi luôn. Rồi hôm nay mình đã được tới súp cua của chị Bích với một món đặc biệt đó là trứng cút bắc thảo. Thì ở đây một điểm đặc biệt của quán chị á là có một cái hũ mang đi á cả nhà, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà màu đó kiểu như giống như màu cổ vậy đó. Thì chị mà chứa được rất nhiều cái tô mà chị lúc đầu mình tưởng phải 10 đúng rồi, nhưng mà sau 7 phần là đã đầy rồi. Thì ở đây các bạn tới, các bạn có thể ăn tại quán hoặc là các bạn có thể mua đi hay là đặt nào tiếp tới rất là nhiều cách. Bay min ở đây có một cái điểm đặc biệt nữa là chị có làm một cái nồi mà nồi ớt sa tế cả nhà. Dạ là tự làm ớt sa tế rất là hấp dẫn. À quá, lại đầy đúng rồi. Hết nồi này là hết luôn á. Hết luôn á hả? Đúng rồi, hy vọng là mình đã giúp cho chị được 7 phần để chị phản nhanh hơn một chút. Và khi clip lên mỗi fan có đi hùng tới mua chừng 2-3 ly thôi, 30-40 người cũng có giúp chị bán hết rồi. Còn một cái món nước nữa là món chà tắc cũng rất là hấp dẫn. Và chị có bán thêm bánh lăng nữa nha. Thì các bạn ăn. Dạ. Dạ, chị đã anh vay em. Chị cầm tô như siêu mẫu vậy. Các bạn ăn súp cua kết hợp với những cái món ăn vặt đó, nó tạo ra một cái hương vị mà tuổi thơ ùa về giống như những làn gió đang ùa tới mình. Đó, mát vời luôn. Rất là mát mẻ. Nên các bạn tới đây thì các bạn cứ mạnh dạn nói là Hoa Pony Hùng sẽ được tặng thêm mấy cọng nồi nha. Ok. Rồi, clip của Sư Lộc đã hoàn thành một tô súp cua chị Bích khổng lồ. Thì anh em mình cùng cái fanpage trên Facebook với những người yêu mến, người muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy like và cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Đây mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh. Hả? Đừng mời cái bánh lăng. Ăn tráng miệng luôn. Ăn tráng miệng luôn. Có bánh lăng nữa nha cả nhà. Mọi người hãy đăng ký kênh Funny Hùng Vlog, đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 1116 để theo dõi động hàng ngày trong sống anh em mình. Sắp tới như các bạn bất cứ thách nào đã là gửi comment mình đi xem xét và đưa những bình luận tốt nhất lên clip cho nhà cùng với thức nha. Ok, xin chào các bạn.